phương vô thượng tôn tam giới vô thân thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ vô chứng dương nhờ tán ca ngức kiếp mạc năng tầng năng lễ sơ lệ tánh công tình cảm ứng đạo nhã nan tư nghi ngã thơ đạo tràng như đế châu thập phương chư phật anh hiền trung ngã thân anh hiền chư Phật tiền đầu diễn tiếp túc quy mạng lệ chí tâm đành lễ nam mô tận hư không biến pháp giới hóa hiện vì lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam mà chí tâm đành lễ nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đường lai hạ sanh di lặc tôn Phật đại trí văn thù sư lợi bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hồi tường chí tâm đành lễ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quán thế âm bồ tát đại thế chí bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thanh tịnh đại ai chúng bồ lưu hương xả nhiệm pháp mà giới mong quân chứ phần hai hồi tấn diêu băng tùy chữ kiến tường vân thành nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát ơi nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát ơi nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại
Nam mô Na Ra Cân Trì Đề Ma Bà Na Sa Mê Tăng Bà Tha Đâu Vua Bằng Thề Dân Tăng Bà Tăng Đa Na Ma Bà Già Ma Phạn Đặc Đạo Đa Địa Tăng Bà Lô Ê Lô Ca Đê Ca Ra Đê Di Đề Ma Đà ra đà ra địa đi ni thân phần ra gia giá ra ma phạm ma ra mừng đế lệ e di e tấn na ta sâm phần ra xá lời phạm xa phà sâm phần ra xá giang hô lô ba ya ma na ta ba ta da ya ta ba ma na ta da ya ta ba ta da yu nghệ ta ba ra ya ta ba na ra căn trì ta ba ma ra na ra ta ba ta na ta na mùng kế ya ta ba na ra căn trì bằng già ra già ta bà ma bà lời đắng nghĩa ra già ta bà nam mô a ra đắng na đa ra già già nam mô a di đà bà lô yết đê tức bằng ra già ta bà an thân liền đô bằng đa ra bằng đà già ta bà Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ vô thượng thâm thâm vi diệu pháp. Thọ trì nguyện giải Như Lai chân thiện nghiêm. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phật Nguyện A Di Đà Kinh Như Thị Ngã Văn Nhân Thời Phật Tại Xá Vệ Quân Kỳ Tỏ Tâm Cô Đồng Viên Giữ Đại Tỳ Kheo Tăng Tiên Nhị Ba Ngũ Tầm Nhân Công. Giai thì đại lãng chúng sở tri tấn trường lão xá lợi
Lê Bà Đa Châu Lời Bạn Đà Già Năng Đà Năng Đà La Hậu La Kiều Pháp Ma Đệ Tăng Đạo Lô Bá La Đọa Ca Lưu Đà Di Ma Kiếp Tăng Na Bàn Khấu Lăng A Nậu Lô Đà Như Thị Đăng Chư Đà Thường tinh tấn Bồ Tát giữ như thế đẳng chư đại Bồ Tát cập tinh đề hoàng nhân đẳng vô lượng chư thiên đại chúng cầu nhị thời phật cao trường lão xa lời phật tùng thì tây phương qua thầm vạn ứng phần độ kỳ quân chúng sanh vô hữu chúng khổ đáng thọ chư lãng cố danh cực làng hữu xá lợi quân cực làng quân độ thất trùng làng quân thắng trùng la vọng thân trùng hà thọ trái thi thứ bao châu trám vi nhiễu thì cô bị quân danh vi cần là hữu xá lời phân cần là quốc độ hữu thân bảo trì ban công đất thủy trung mạng kỳ trung đề đệ thuần di kim sa bố đề trì trung liên hoa đài như xa luân thanh quang huỳnh sáng huỳnh quang xích sáng xích quang bạch sáng bạch quang vi diệu hương kia phá lời phóng cực lãng quân đồn thành tựu như thế công đứng trang nghiêm hữu xa lời phóng bề phóng độ thường ta thiên nhà huỳnh kim vi địa trụ gia lùng thời vũ thiên ma đà la hoa kỳ độ chúng sanh thường di tánh đăng càng về kinh thành chúng diệu hoa cúng dường tha phương thầm vạn ân phong tân dĩ thần thời hoàng đa bổn quốc phạn thực kinh hàng xa lợi phân cực lãng quân đồn thành tựu như thì công đức trang nghiêm phục thứ xá lợi phân bị quân thường hữu chương chương kỳ diệu tam sanh chi điều bành hà công tướng anh vò xá lợi ca lăng tần già còn mà chi điều thì chư chúng đều trú gia lùng thời xuân hòa nhã âm kỳ âm diễn sướng ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phật bán thân đạo phật như thì đăng pháp kỳ độ chúng sanh phần thì âm dễ giải tấn niệm phần niệm pháp niệm tăng xa lời phần như vần vì thứ điệu thiệt thì tội báo sở sanh sở dị gia hà bì
quân đồ Bồ Tát A Đàm. Xa lời Phật Tề Phật quân đồ Thượng Vô Án Đạo Chí Danh Hạ Huân Hữu Thiệt Tỳ Chư Chúng Đều Giải Tỳ A Di Đà Phật Dục Linh Pháp Âm Tuyên Lưu Biên Hoa Sở Tăng. Xa lời Phật Bi Phật quân đồ Bi Phật Suy Đồng niệm pháp niệm thắng chi tâm xa lời phong kỳ Phật quân độ thành tự như thề công đức ca nghiệm xa lời phong ư nhự ý vân hà bị Phật hà cố hiệu A Di Đà. Xa lời phong bị Phật quang minh vô lượng chiếu tầm phương quân vô sở chướng cố danh A Di Đà Xa Lợi Phật A Di Đà Phật thành Phật Di Lai Ư Kim Thập Kim Hữu Xa Lợi Phật Bi Phật Hữu Vô Lượng Vô Biên Thanh Văn Đệ Tử Giai A La Hán Phi Tỳ Toàn Số Chi Sở Năng Tri. Chư Bồ Tát chúng Diệu Phụng Như Thị Xá Lợi Phật Bi Phật Quân Đồ Thanh Từ Như Thị Công Đức Trang Nghiêm Hữu Xá Lợi Phật Cực Lạc Quốc Độ Chúng Sanh Sanh Giả Giai Thị A Bề Bạn Tri. Kỳ chúng đa hữu những sanh bộ xứ kỳ số thầm đã bi tỷ toán số sở năng tri chi đang cả di vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết ta lời phẩm chúng sanh văn và ân đương phát nguyện. Nguyện sanh bi quán xa di già đắng dừa như bị quân xa lời phân nhờ hữu thiền nam tư thiền ngự nhân văn thuyết A Di Đà Phật chăm trì danh hiểu nhượng nhân nhân nhượng nhị nhân nhượng tam nhân nhượng tứ nhân nhượng ngũ nhân nhượng lục nhân nhượng thất nhân nhân tâm bằng loạn kỳ nhân lâm mạng chúng thời. A Di Đà Phật giữ chư thánh chung hiện tại kỳ biệt thị nhân chung thời tâm bất điên đạo thân đàng vãng sanh. A Di Đà Phật cực là quân độ xa lời Phật ngà kiên thị lời cổ thuyết tự ngôn như hữu chúng sanh. Văn thị thiên giả ân đương phá nguyện sanh bể quân đồ xa lời phẩm như ngà kim giả tăng tăng. A Di Đà Phật bơ ca tự nghị công đức chia lời đông phương diệt hữu a súc bệ Phật tu di tưởng phật. Đại tu di Phật tu di quang Phật diệu âm Phật như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật các ngữ kỳ quân xuân quảng trường thiệt tướng biển vô tam thiên đại thiên thế giới thiên thanh thiệt ngôn như đẳng chúng sanh đường tính thị sinh tăng.
Bất khả tư nghị cộng đức nhân thế chư Phật sở hộ niệm kinh xá lợi Phật Nam Phương thế giới hữu nhân nguyện căn Phật danh văn quang Phật đại diệm kiên Phật tu di đà Phật vô lượng tinh tấn Phật. Nhớ thế đăng hằng hà xa số chư Phật căn ư kỳ quân xuân quảng trường tiêu tướng biên vô tam thiên đại thiên thế giới thuyền thanh thiệt môn như đáng chúng sanh được tinh thì sinh tán bấm ca tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật xa hồ niệm kinh xa lợi Phật tây phương thế giới hữu vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng trạng Phật đại quang Phật đại minh Phật bảo tướng Phật tinh quang Phật. Như thế đăng hằng hà xa số chư Phật căn ư kỳ quân xuân quang trường địa tướng biên vô tam thiên đại thiên thế giới thiên thành thiệt ngôn như đáng chúng sanh đương tinh thì sinh tăng bất cả tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật sa hộ niệm kinh xa lợi Phật bằng phương thế giới hữu gì thiện Phật tối thắng âm Phật an tra Phật nhật sanh Phật vong minh Phật như thị đăng hằng hà xa số chư Phật càng ư kỳ quân xuân quan trường địa tương biến vô tam thiên đại thiên thế giới sanh đương tinh thì tinh tán bơ ca tư nghị công đức nhất thế chư Phật sa hộ niệm kinh xá lợi Phật hạ phương thế giới hữu trừ tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đàn ma Phật pháp trang Phật trì pháp Phật như thị đăng hằng hà xa số chư Phật xuân quang đường địa tương biến vô tam thiên đại thiên thế giới thuyền thành thiệt ngôn như đáng chúng sanh đường tinh thì sinh tán bấm cả tư nghị công đức nhân thế chư Phật xã hộ niệm kinh xa lời Phật thường phương thế giới hữu phạm âm Phật tú vương Phật hương thường Phật hướng quan Phật đại diễm kiên Phật tạm sanh bảo hoa nghiêm thân Phật ta là thọ vương Phật bảo hoa đức Phật kiến nhân thế nghĩa Phật như tu di sanh Phật như thế đại hạnh hạ xa số chư Phật các ư kỳ quân xuân quan trường thiệt tượng biến vô tam thiên đại thiên thế giới thức thành thiên hôn. Nhờ đàn chúng sanh đương tinh thì sinh tán bông ca tư nghị công đức nhân thế chư Phật xa hồ niệm kính xá lại Phật ư nhớ y văn hạ cố danh vì nhân thế chư Phật xa hồ niệm kính xá lại Phật như hư thiện nam tứ thiện nữ nhân văn thị kinh tỏ trì giả cầm văn chư Phật danh giả thị chư thiện nam tứ thiện nữ nhân giai vì nhật thế chư Phật chỉ sở hộ niệm giải đăng bơ thôi chuyện ư nào na tam miệu tam bồ đề thì cô xa lời Phật như đáng giải đường tính thọ ngờ ngự cầm chư Phật sở thuyết xa lời Phật nhường hữu nhớ di Phật nguyện kim Phật nguyện đương Phật nguyện dùng sanh A Di Đà Phật quân gia thì chư nhân đặng giải đáng
tô xá lời phong. Chư thiền nam thơ thiền nữ nhân như hướng tinh và ứng đương phan nguyện sanh về quận độ xa lời phong như ngã kim giả sân tán chư phong bằng cả tư nghị công đương bỉ chư phong đăng dĩa sân tán ngã bằng cả tư nghị công đương. Nhi ta thề ngô tinh ca mâu ni Phật năng vi tầm năng hiểu chi sư năng ư ta ba quẩn đồ mù trường an thế kiếp chưa kiên chưa phiền não chưa chúng sanh trường mang chưa trung đăng à não đa la tam miểu tam bồ đề. Vì chư chúng sanh thuyết thì những thế chi phạm xa lời phong đương trí ngã ương ngũ trường án thế hành từ năng sự đằng a nấu đa la tam miêu tam bồ đề vì những thiên thế gian thuyết từ năng tính chi phạm thì đi tham na phật kia tự tin dị xa lời phong cặp chữ thì theo những thế thế gian thiên nhân à tu là đã đắng văn phật xa thuyết hoàn hỷ tinh thọ tác lệ nhị thương ma ba nhã ba la mẫn đa tâm kinh quang tự tại bồ tát na tâm ba nhã ba la mẫn đa thời chiếu kiến nguồn giai công đồ nhân thiết phù anh xa lời tử sanh bằng gì không công bằng gì sanh sanh tương thì công công mà tương thì sanh thọ tương hành thường diệt cũng như thì xá lời tự thì chư pháp không thường bằng sanh bằng diệt bằng cầu bằng tình bằng tăng bằng nhàn thì có không trung vô sanh vô thọ tương hành thường vô nhàn nhị thì thiên thân ý vô sao thân hương về tụng pháp vô nhãn giới này chỉ vô ý đức giới vô minh này diễm vô minh tâm này chỉ vô lỡ thứ diệt vô lỡ thứ tâm vô khổ tâm hiện đà vô trí diện vô đạo này dĩ vô sở đắc vô bồ đề tăng gọi bằng nhà ba la mật đa cô tâm vô ai ngài vô ai ngài cố vô cùng bố viền ly mong thương cứu thanh niên bằng tam thế chư phật ni ban nhã ba la mật đa cố đắng a nấu đa la tam miêu tam bồ đề cô tri ban nhã ba la mật đa thị đại tăng chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhân thì vô chân thiện bất hư cô thiên ban nhã ba la mật đa chú tướng tuyên chú viên yên đây yên đây ba la yên đây ba la đẳng yên đây bồ đề thắng ba hàng yên đây yên đây ba la yên đây ba la đẳng yên đây bồ đề thắng ba yên đây yên đây ba la yên đây ba la đẳng yên đây bồ đề thắng ba nam mô a di đà ba ya đà ta ya đà ya đà di ya ta di đà đô ba ta ya di đà ta tăng nam ba ta ya di đà ta ti ca lăng đề a di đà ta ti ca lăng đề ya di đà ya ya na di đà ta le ta ba nam mô a di đà ba ya đà ta ya đà ya đà di ya ta di đà đô ba ta ya di đà ta 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 nam ba ta ya di đà ta ti ca lăng đề a di đà ta ti ca lăng đề ya ye ni ya ya na chi na ca la ta ba nam mô a di đà ba ya đà ta ya đà ya đà di ya tha di đi đô ba ti a di đề đà ta ta nam ba ti a di đề đà ti ca la đà a di đề đà ti ca la đà ya ye ni ya ya na chi na ca la ta ba ya
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam
dưới giường lên giường bội biển sông
Sớm duyên kiếm về sao nắng ngồi chấp thân chi để tuổi cho thân và bao những tình xương gần xác này dường thể đóng phần sẵn gì tóc gần mong ca khi đấng bận mũi dài đạm nên tạm xiết bao ở bên ngoài đêm đúng mũi đeo bên trong sáng lại lẫn vào nhớt chương nỗi nóng bừng ngày chưa biết hà cơn lạnh lùng đêm giá trăm người thế mê chi lắm nhị sánh phong lưu vô vẻ quang kẻ cờ cũng học đại trang để lòng điên đảo theo đàn sắc thanh đầu phương so tài tâm thân lùa những mạng thương ngày sanh muôn tuổi lắm cơ mưu đeo đuổi yêu hoa ngờ đau tài điên mắng loà diêm vương sắp trước đã tòa u minh làng tông ba cưa minh quỷ sứ góc răng lòng điền chỉ quý âm của mình là một thời tháng tiếc nẻo luân hồi muôn kiếp đắng cay đến khi sập xuống diêm đài tình xương đau nhức chân tay rung rời và lưu luyến đây với dòng lệ con thảm thương kể lệ khóc than trăm ngàn có ai thay đổi cho chàng được chăng kẻ không nắng quằn gánh tuổi người chân đi giống rủi phanh hồn đường ấm mờ tựa đêm môn mà trong ra quằn quế bồn trộn thắm thay nài hạ đến lành thế gió lông quỷ môn xa ghê góc tiếng thương bảy ngày quá cõi dương âm tê đã trải trăm đường hỏi trăng tà quan sư thiết là chẳng vì ngục tốt hờn thiểu tay xoa cánh sang lòa soi tường thiên ác trôi qua đường nào người nhân đức cho vào cửa phương kẻ hung hoang giải trước hình thế đỏ đầy cổ sở tiên chi mới hay nhân quả mấy kia sai lầm rừng đau kim bao năm tôi kim sừng long nhiều nỗi đã mang trả đời cho dứt nghiệp ngoan bởi mong thoát khỏi con đường lòng đông dù ai có to lòng lớn mật mặt chàng hay bán phật kinh tăng cho mình phụ lấy mình tránh sao gì
bỏ điều ác làm điều thiện, chừa lỗi thứ tu tiến đường sao lại vì quyến thuộc bao nhau và cũng khuyên già trẻ sớm mau tu trì khiến mọi kẻ đồng quý mến giang cho mọi người đều thoát trong mê dù cho lao khổ giam nề đài sen đấng mạnh hương thề nguyện tính dòng tướng tính lời thánh giam để cho rồi rảnh hữu du kiếm này chẳng gắn chuyên tu còn hệ kiếm khá công phu là đề thơ chúng con từ vô thị đây bao tội án bởi lầm mê đắm trong sinh tử đã bao lần nay đến trước đài vô thường giác biến trần khổ lâu đời luân lãng với sinh linh vô số điều tàn sống u hoài trong kiếp lầm than con là lòng không nhìn phương hướng đàn con dạy từ lâu vẫn vượng hôm nay trong cái đạo huy hoàng xin hướng về nấm bóng từ quan lại còn tố soi đường dẫn vương ấy ba tôi cố trong đường trượt vì tham sân si mạng gây nên thì hôm nay giữ trọn lời xin sám hối để lòng thanh thoát đi Phật quảng minh như nhận nguyện từ bi vô lượng cứu quần sanh ôi từ lâu ba chốn ngục giam giữ mãi con nguyện ra khỏi theo ơn ngài vượt qua khổ ải nương thuyền từ vương cõi ái hà nhớ lời ngài bờ giá công sanh thành tâm thiền cho đời tươi sáng bỏ việc ngang để đời qua đảng đem phúc lành gieo răng phàm nhân lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng con nguyện được trong đời rộng rãi con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sinh để theo ngài trên bước đường lành chúng con cố nguyện xin cứu khổ chúng con cố nguyện xin tự độ trời phá si mê trí huệ tuyệt vời con nhớ Đức Di Đà Lạc Quân Phật A Di Đà thân kim sanh tướng tố quang minh tự trang nghiêm mười năm tu di uyên chuyên bành hào bốn biển lớn trong ngàn mặn biết trong vô số Bồ Tát hiện ở trong 48 nguyên độ chúng sanh chính phẩm sen vàng lên dài thoáng quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương tây thế giới an lành con nay tin phát nguyện vãng sanh
còn lòng quy kính Phật A Di Đà thế giới cực lạc nguyện lấy hào quang trong sạch soi cho cho đến mười niệm mà nếu chân đàn sanh chân thành chân giác do vì nhân duyên niệm hiểu văn này được vào trong bế đại thề như lai nhờ sinh từ bi cán cõi tiêu diệt tăng trưởng khi mạng gần chung biết thương giờ chân không bận khổ tâm không tham luyến ơi không điên đảo như vào thiền định vẫn và thân chung tài năng kim đài cùng đến tiếng dân trong quán một niệm sanh về cùng làng sen ở thấy phần liền nghe văn ngựa trong mơ phần huệ khắp độ chúng sanh trọn bồ chúng sanh con số lượng thề nguyện đều độ khắp phiền não không cùng thần thề nguyện đều chứng sanh pháp môn không kể xiết thề nguyện đều tu học phần đạo không gì hơn thề nguyện đường viên thông phụng kinh công đức thù tăng hành lễ vô biên thắng phước gia hồi hướng phổ nguyện phạm giới chư chúng sanh trong vạn vô lượng quang Phật sáng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não với nguyện đăng trí huệ chân minh liễu phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ thế thượng hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng cứu pháp liên hòa về phổ bằng ngôi Bồ Tát Bi Bằng Lượng nguyện gì từ công đức vô cập nhân thiết đặng giữ chúng sanh giai công thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tát Đại Chứng Minh phục nguyện Phật Đà Thượng Tại Chánh Pháp Hà Xương Tăng Bảo Đông Lương Tín Đồ Thanh Trì
kim thời đệ tử thành tâm cung đối Phật tiền phúng tụng kinh chú xưng xương hồng danh chư Phật hồi hướng công đức kỳ nguyện. Thượng Phật giáo nhân nhật tăng huy nhật huy hoàng nhân nhân tứ chúng đồng pháp tâm tu học tinh tấn hộ pháp hộ đạo hướng long. Thứ kỳ nguyện những thế chư Phật tử cúng dường nhất trà nhất liệm nhất mê nhất phản đồng tăng hình phước điền hiện tiền phước hòa sống tu ta nhân đồng nguyện vãng sanh an lạc quốc phổ nguyện âm siêu dương thái pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình giai cộng thành Phật đạo. Nam mê mô Mm-hmm.